Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái cách làm ổ bánh mì. Trước tiên á, đầu ổ bánh mì các bạn rào xuống, mình canh làm sao đừng để cho nó lộn qua bên kia nha các bạn. Mở banh ổ bánh mì ra như thế này, nhẹ nhẹ từ từ thôi. Sẽ chét bơ và pate vào đây thì một chút pate và một chút bơ các bạn trộn cho đều lên, khoảng một muỗng như thế này. Các bạn chét nhẹ vào đây, sẽ xịt vào đây miếng nước tương. Tiếp theo đó thì mình sẽ đặt dưa leo lên. Tiếp đến thì mình sẽ để đồ chua vào đây. Phần rau này thì các bạn có thể để ở dưới luôn hoặc là để ở trên cũng được. Cắt nhẹ lên đây một ít muối tiêu. Các bạn có thể sắc mỏng như thế này để cho kín ổ bánh mì, hoặc là các bạn có thể sắc sợi ra như thế này để mình đặt vào cũng được. Rắc lên đây một chút muối tiêu. Chan lên đây một chút nước sốt. Ớt thì các bạn dùng dao bào mỏng thôi. Chúc các bạn làm thật ngon và buôn bán thật đắt hàng.